Alo mọi Hello người, ngày mai là sinh nhật của bé Mia nhà Phụng, nên Mia. là hai vợ chồng Phụng cũng muốn làm một cái gì đó nho Ôi, nhỏ dành cho con Mia, nào. cũng là một cái buổi tiệc nướng nho nhỏ thôi. Hai vợ chồng Phụng thì cũng không có mời bạn bè gì hết, cũng chỉ có mời mọi người trong gia đình thôi. Phụng thì Phụng thích có một cái buổi tiệc ấm áp nho nhỏ trong gia đình, và Phụng cũng thích là tự mình làm hết tất cả. Công nhận là nhanh thiệt luôn á cả nhà. Mới cái ngày nào đó còn nằm ở trong bệnh viện, bây giờ Mia đã được 1 tuổi rồi đó cả nhà ơi. Và thời gian vừa qua thì là công nhận là cũng vất vả thì cũng cực thiệt á. Tại vì ở bên này, ở bên Đức á, thì Phụng chỉ có một mình thôi, không có gia đình người thân ở bên này. Gia đình của David thì cũng ở xa chứ không có gần ở gần đây. Thì làm việc gì cũng chỉ có hai vợ chồng thôi. Phụng thì Phụng được ở nhà. Hoàn toàn là thời gian ngày dành cho Mia. Còn David thì David đi làm, thỉnh thoảng ảnh về thì là ảnh cũng có phụ giúp Phụng rất là nhiều luôn. Nói chung thì hầu hết các bạn ở bên Đức thì ai cũng giống như ai thôi, cũng chả có người nhà bên này đâu. Vợ chồng với nhau thì mình nương tựa mà sống với nhau thôi đó. Nhưng mà đổi lại cái thời gian mà mình vất vả cực nhọc á, thì là có con rất là vui cả nhà ơi. Tuy là nó cực nhưng mà mình thấy nó vui lắm. Cái thời gian lúc trước mà hai vợ chồng Phụng chưa có Mia, công nhận là nó rảnh rỗi thiệt luôn á mọi người. Ngoài cái thời gian đi làm ra, thời gian rảnh là mình cứ xem phim, hai vợ chồng xem phim, rồi xong ăn, rồi lại ngủ, rồi lại đi shopping, đủ kiểu hết. Còn bây giờ á, thì là hai vợ chồng Phụng là dành thời gian hoàn toàn cho Mia luôn. Hồi đó chưa có Mia là rảnh rỗi lắm. Mỗi khi mà em đi shopping, em nói chuyện với cả nhà là hơn một ngày, đi từ sáng cho đến tối vẫn chưa tìm được cái món mình ưng ý luôn á. Còn bây giờ em nói thiệt, mỗi khi mà đi shopping á, được 30 phút là tranh thủ mà lựa. Không có giống như ngày xưa là mình lựa, mình ngâm hết cái shop này đến cái shop nọ, mình tìm hết cái này đến cái nọ. Có nghĩa là mình dành hết cái thời gian mình đi shopping rất là thoải mái, rất là cả một ngày trời. Nó thì cả một ngày trời đi shopping vẫn chưa đủ qua ngày mai đi tiếp. Còn bây giờ là không có đâu. Bây giờ đi là em phải lựa thiệt là nhanh, hoặc là mình tìm ở trên mạng thôi rồi đặt đem về nhà, chứ cũng không có thời gian mà đi shopping nữa. Ở bên Đức đó, cả nhà, tiệc tùng cũng thấy là mọi người làm đơn giản lắm, không có cầu kỳ giống như bên mình đâu. Còn Phụng á, là Phụng thích, Phụng hay thích làm tay á mọi người. Có chỉ là nhà cửa Phụng hay thích trang trí lắm, nên là Phụng mới làm cái cổng bong bóng như vậy nè. Thì cái cổng bong bóng này không có bao nhiêu hết á, mua mấy cái bịch bong bóng này tổng cộng chưa đến là 15 đồng nữa đó. Mà Phụng làm vậy xong rồi cái gia đình nhà đã viết sang á, thấy cái nói wow, mày làm gì mà lớn vậy. Thật ra là mình cũng không có làm gì cầu kỳ hết, mình chỉ muốn làm cái gì đó cho nó thật là đẹp, và có một cái không gian thật là ấm cúng cho bé Mia nhà mình thôi, chứ nó cũng không có là bao nhiêu hết. Nhưng mà miễn sao là bé Mia nhà mình thích là được rồi. Mấy cái bong bóng này Phụng thổi lên là Mia thích lắm, cứ bắt ẩm lên rồi xong rồi đụng mấy cái bong bóng đó vậy á. Mấy cái dụng cụ này Phụng mua để trang trí á, cũng rẻ lắm cả nhà ơi. Mấy cái đồ này là nó có sẵn hết trong cái Teddy á, cái cửa hàng Teddy á, bên Đức thì mọi người biết ở bên đó nó có hết mấy cái sẵn mấy cái đồ này nè. Mình mua mấy cái bong bóng thì cũng 10 đồng à. Rồi xong rồi mấy cái đồ trang trí 1 đồng, 2, 3 đồng, tóm lại là tổng cộng lên vài đồng, 10 mấy, 20 đồng thôi chứ không có bao nhiêu hết á. Còn cái này là bây giờ là Phụng làm một cái vòng hình dành cho Mia. Từ cái vòng hình là từ lúc mà Mia đẻ cho đến lúc Mia được 12 tháng tuổi đó, mình trang một cái vòng như vậy đó. Ở bên Đức á cả nhà, khi mà các bạn có người quen hoặc là bạn bè gì á có sinh nhật á, thì các bạn không nên chúc mừng sinh nhật hoặc là tặng quà sinh nhật trước cái ngày sinh nhật của họ. Vì người Đức họ quan niệm rằng là khi mà mình tặng quà hoặc là chúc mừng họ trước cái ngày sinh nhật thì sẽ là mang đến một cái điều xui xẻo cho họ đó, nên là các bạn tránh cái điều này nha. Nhưng mà mọi người có thể là chúc mừng hoặc là tặng quà trễ, không thành vấn đề gì hết, chỉ là trước cái ngày sinh nhật của họ thì là mọi người nên tránh là được. Hiện tại là Phụng đang ở nhà. Thì ở bên Đức á, nếu mà các bạn có em bé đó, thì mình sẽ được ở nhà maximum là 3 năm. Phụng thì Phụng chọn 2 năm ở nhà, có nghĩa là lúc đó là Mia được 2 tuổi là Phụng sẽ quay lại đi làm.
Đó, nên là Phụng mới có thời gian rảnh rỗi mà làm trang trí cái đủ đủ thứ cái này cái nọ. Chứ nếu như mà đi làm thì làm gì có thời gian mà làm như vậy được. Và trong cái khoảng thời gian mà Phụng ở nhà 2 năm, Phụng cũng vẫn được nhận lương của bảo hiểm, là mình sẽ nhận được 65% trên cái mức lương mà mình kiếm được. Có nghĩa là lúc trước mà Phụng đi làm á, thì Phụng làm chính và Phụng làm thêm nữa, thì họ sẽ cộng gộp hai cái đó lại, họ trả 65% trên cái mức lương mà mình kiếm được. Nếu như mà bạn nào làm 3 công việc thì họ cũng sẽ cộng lại 3 cái job đó lại và họ sẽ trả cho mình 65% trên cái mức lương mà mình kiếm được. Còn cái khoảng thời gian mà mình có em bé, mình có bầu á, là tính cái thời gian mà có em bé cho đến cái thời gian mà mình đẻ em bé ra là Phụng nhận được 100% lương mỗi tháng luôn nha cả nhà. Là mình nhận được cả hai, mình nhận được lương của cả hai bên luôn. Có nghĩa là làm bên bên chính mình cũng nhận được 100% và làm bên phụ mình cũng nhận được 100% luôn. Rốt cuộc cũng xong xuôi hết rồi cả nhà ơi. À mà cái bánh sinh nhật là Phụng đặt nha, chứ không phải Phụng tự làm nha cả nhà. Und jetzt machst du Husten. Ups, sorry. Schnell vorbei, hallo. Wunderbar. Jetzt du, Mäuschen. Papa, ich muss helfen. Puste. Jetzt du. Ja, nicht anfassen. Husten. Husten. Mehr, mehr. Nee, nicht an. Oder mach. Machst du. Das kannst du auch so gut machen. Da, na, mehr. Ja. Ja, ja, nochmal. Ja. Nicht anfassen. Nicht Aua. Anfassen. Ist Aua. Heiß. Dann war helfen. Ich spuck drauf. Mach nochmal. Ja. Ich kräftig. Ja, fein. Mach. Ganz tolle. Nein, keine Lust.